trung tâm bây giờ là 16 tháng, 16 tháng của mình đấy ạ. Được 4 giờ đấy ạ. Lãi suất cho vay qua đến 5 năm, bình quân trên thị trường đi ngân hàng hồi tháng qua đi hiện nay chỉ là 1,06%. Đây là mức lãi suất tăng từ trái phiếu so với lãi suất tối đa theo quy định của ngân hàng nhà nước. Ngoài lãi suất cho vay qua đi, hiện lãi suất các kỳ hạn khác tăng từ 8% Việt Nam và Hàn Quốc đã thống nhất chuyển